hôm nay mình đang có mặt ở một cái địa điểm rất là đẹp ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương luôn. Thì dưới đây là cái đập thủy lợi Phước Hòa nha mọi người. Đó, hôm nay cuối tuần thì dẫn thằng nhóc theo chơi nè. Đây các bạn thấy cái đập này nó rất là đẹp và nó gọi là hùng vĩ luôn. Để mình đi vòng vòng mình quay cho các bạn xem nha. Ra ngoài giữa kìa, ra ngoài giữa cầu kìa. À, cái đập này là đập thủy lợi Phước Hòa và dân địa phương thì họ gọi là đập An Thái, tại vì nó nằm trên địa bàn xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Đây mùa nước lớn là nó đổ xuống như này nè các bạn. Đó. Quá đẹp luôn. Nguy hiểm lắm các bạn, mình đang đứng ở trên cái cầu ở chỗ mà nước nó chảy xuống nha. Đó. Cái chỗ đó là từ cái chỗ nước đổ xuống xuống dưới nước là cách khoảng hơn 10 mét các bạn ơi. Rất là kinh khủng luôn. Chụp hình ông Tài. Đây cho chụp tấm nè, quay đây. Quay ở lại, ở đứng đây. Đây là mình đang đứng trên phía bên kia của cái cầu nha các bạn. Thì bình thường thì gió bữa nay gió nó không có thổi qua, chứ gió thổi qua là mình đứng trên cái cầu là sẽ bị ướt hết. Và nếu mà có nắng thì mình sẽ thấy được cái cầu vòng rất là đẹp các bạn. Hôm nay thì không có nắng. Đó, có mấy cái anh đang kéo lưới ở đằng kia kìa. Tí nữa mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Cũng có cá lên rồi đó. Rất là hùng vĩ. Nè, cũng có mấy anh làm việc như này nè, phải có cái đầu lạnh mới dám đứng đó nha. Nó trôi xuống, bị rớt xuống kia là chết. Nước rất là mạnh. Cái phía bên đây là hình như là Bình Phước các bạn ơi. Còn phía bên kia á, phía bên kia thì cái chỗ mà mình đứng quay ban đầu là Bình Dương. Đó. Hãy đi lại coi mấy anh kéo lưới nha. Lại mình quay cái đập một xíu cái. Nước ở khu vực này rất là sâu. Năm nào cũng có tự tử trong đây hết. Mà tự tử ở đây là không hết cứu rồi, không ai dám nhảy xuống cứu bạn đâu. Bảo đảm luôn. Tỷ lệ thành công rất là cao. Nhưng mà khuyến cáo thì không nên nhé. Đó, mấy anh em đang dọn lục bình. Cái nó kẹt cái đường xả của anh ta. Có nguy hiểm, chỗ này sâu lắm. Đang kéo lục bình ra. Rồi, trên cao nè. Mình chẳng dám xuống mấy chỗ này đâu. Nhìn là khiếp rồi. Thôi đi Tài, đi ra giữa Tài. Đây cho mọi người xem lại cái nước chảy đập nó đẹp như thế nào nha. Cái đập này rất là đẹp. Các bạn cứ lên Google, các bạn tìm gõ cái chữ là đập Phước Hòa hoặc là đập An Thái á, là vào xem hình đi. Những anh em mà họ mang máy ảnh chuyên nghiệp rồi camera bay lên trời đồ kiểu chụp lại rất là đẹp. Kìa. Đấy. À, để mình chắc mình là quay lấy điện thoại ra mình quay chậm một phát coi nước nó chảy đẹp như nào nhé. Nè. Kinh khủng nha. Ở đây thì khách vãng lai hay người dân họ đi ngang rồi cũng quay lại ở lại chụp hình tại vì cảnh đẹp mà các bạn. Ok. Đấy. Mình như là một cái con kiến á, lúc mà rớt xuống dưới mình giống như một cái con kiến vậy á, tại vì chỗ này nó rộng lắm. Nè. Đây mấy anh em kéo lưới đây nè các bạn. Đó, được một con mè hôi rồi nè. Đó. Kìa anh đang kéo lên kìa. Tay lưới dài dữ ha. Rồi cái này cũng có rồi.
kìa, có con kìa. Cá ép không ta? Phải cá không? Lên cá các bạn ơi. Bây giờ chờ anh kéo 2-3 tăng á. Đâu có dễ ăn đâu các bạn. Đây nè. Một con ếch, ếch này người ta kêu ếch quạ hay gì đó. Ồ, đã chưa? Ở trong hàng nó đẳng không? Cũng có ông cậu ông đặt lưới dính được con 3 kg mấy á. Cá bự lắm. Ừ. Đợt này nhỏ không? À, okay. Cá này câu đâu được đâu. Cái mỏ nó như đây. Nè cái mỏ này các bạn. Mỏ này như cái con mè hôi nãy à. Nè, hai con ảnh nãy giờ ảnh lên được 2 con rồi đó. Ồ cái kiểu này mà ngồi cứ kéo kéo tới chiều chứ cũng hơi nhiều quá à. Rồi cho vô bao đi. Cá ép. Cá này xong bé cũng có nhưng mà câu không không được. Rồi. Đứng chờ nữa. Sướng à, cái này coi cái này sướng hơn câu cá. Đó bây giờ dính cá giờ thả xuống tiếp nè. Đó. Thả xuống rồi kéo lên, thả xuống kéo lên, thả xuống kéo lên. Mình riết vậy. Mình đứng chơi chút xíu nữa rồi xuống dưới kia, xuống dưới cái khu vực dưới kia câu thử ha. Có mấy người làm đi nhưng mà anh đi dưới kìa. Rồi anh này mới thả xuống đỏ ghê lên cá luôn các bạn ơi. Anh tên Hoàng đúng không? Quốc Hoàng. Quốc Hoàng đúng không? Dạ. Kênh YouTube Quốc Hoàng. Ok, mà thả xuống rồi lượt con cá ép nữa kìa. Con này dưới mấy à. Cái này cá ép nhiều ha. Anh nãy anh kia anh cũng dính con. Ôi rớt. Cái này có cá ép nhiều giờ. Cách trôi quá. Đâu, cách trôi đâu. Nhắm bên cá. Đây là không. Ủa cá mè hôi này bán nhiêu tiền ký anh? Mè đâu bán. Toàn cá lưới lên. Này hả? Ồ, anh kéo con cá lên rồi kìa. Để nó nãy giờ nó chịu kéo. Cá dính nãy giờ rồi. Rồi con này chưa được ký đâu. Con này nhỏ. À. Đó, cá ép kìa các bạn. Ồ đây bán dân du lịch chắc đã. Đi ngang mà ghé mua quá trời. Vô đông vui chưa các bạn ơi. Đông lắm, ai đi ngang đây cũng muốn ghé lại coi một cái hết. Đấy, một em nữa. Cá tươi sống xong bé luôn nè. Đã chưa? Rồi thôi, chia tay mấy anh ha. Mình đi xuống dưới, phía dưới này một cái mình đi khám phá thêm. Xuống dưới câu cá ha. Đó, cá người ta lên ngon. Mấy cái con đó là câu không được nha. Mấy con cá mà người ta mới kéo lưới lên là câu không có dính á. Cứ thả xuống kéo lên, thả xuống kéo lên. Rồi. Rồi thôi giờ hai anh em sẽ đi xuống phía dưới đập nha. Phía dưới đập mình câu cá chút xíu đi. Lấy xe nè. Thì ở trên khu vực trên đập này họ bán cá rất là nhiều các bạn. Các bạn mọi người có thể vào đây ra ngoài du lịch mình mua cá mình nướng cũng được. Đó mình quay sơ sơ lại mấy con cá cho mọi người xem nha. À, trong đây có con cá tra cả chục ký nè. Cá lau kiến, cá tra. Cá ếc nè. Rồi. Còn cá lăng đuôi đỏ to chứ, con này 5-6 ký các bạn. Rất nhiều ha. Đó thì mọi người có nhu cầu tới dã ngoại du lịch gì thì cũng có cá sẵn cho mọi người rồi. Thôi bây giờ đi xuống dưới, đi lên xe lại. Rồi đây là khu vực ở dưới đập Phước Hòa nè. Đó cái cầu hồi nãy mình đứng ở trên cái cầu giữa đó để mình coi người ta câu cá đó, kéo cá đó. Thì chỗ này thích hợp để cắm trại câu cá đồ picnic ha. Rất là chỗ này có mấy cái vườn tràm nè.
Rồi đất trống rồi. Bây giờ xuống đây coi câu cá được không? Có mọi người thấy người ta câu cá dưới kia kìa. Chỗ này nghiêng nha, rất nguy hiểm. Đi từ thôi. À, cái đập thì chỗ nào nó cũng nghiêng vậy. Ok. Yeah. 2, 4, 6, 7, 8 cái cần. Cần tay. Đó, nhìn mê chưa? Câu được nhiều chưa bác? Mấy con. Con. Ủa, chạch kìa. Chạch dữ ta. Cho con mượn con coi cái nha. Bác con câu chạch nè. Ủa, chạch to chứ bộ. À, chạch đó các bạn. Rồi, mình cũng thả mình câu chứ chạch nè. Bác câu đã chưa? Cái này đúng là câu kiểu cơm gạo luôn, 2, 4, 6, 8 cần luôn. Thôi mình ngồi nhìn ông bác câu xíu ha. Cua hả? Bắt lên đây. Ôi, đừng xuống, té đó. À, ghê chưa? Câu cá đập Phước Hòa. Đó thì mình giới thiệu với các bạn cái kiểu câu này. Câu vậy là bao luôn, không giờ sợ mớp. Đầu tư vàng cần luôn. 8 cây. Câu này sát bờ câu chập thôi. Ở đó cá ăn hả bác? Cá ăn hả? Ở đó có cá ăn kìa các bạn. Đó, phải mò tại vì ở dưới nước đó là nó có lưới B40 này nè. Đó, mò xuống. Câu cũng cực dữ à. Ô, cá rồi, xảy rồi. Cá nó mới lồi. Thôi đi qua đây đi câu ha. Đi, cầm đồ nghề đi đây. Đi. Đi qua đây. Qua ăn thử rồi có hên không? Ở cái... ở dưới đập là nó cố định bằng cái lưới B40 này nè. Đó, cố định bằng lưới B40 hết. Quăng câu xuống là chết các bạn. Chì lưỡi là banh hết á. Cái này có câu tay được ha. Mình xuống đây mình còn may được cái coi. Rồi, bây giờ tới phiên mình nha. Nãy giờ đi coi người ta câu con cá đã quá. Rồi ông bán câu 8 cái cần máy mà. Được mớ chạch rồi đó. Đó, mình 8 cái cần tay. Rồi, mình gắn đồ nghề cho mình quăng thử cái của dính chạch nào. Ok. Nắng quá. Đây mình sử dụng con trùng hổ nha. Nhóc này bắt được mấy con cua rồi kìa. Rồi, có may mắn không đây? Lâu lắm rồi mới câu trong đây. Nước tầm mét mấy á. Mét mấy nước. Rồi, bữa nay mình đang có cần thôi. Đang chơi chủ yếu là đi khám phá xíu. Nhưng mà nhìn kìa. Nó lục bình nó mắc trên ngọn cây luôn. Chắc là bữa qua kia gì nó xả nước các bạn. Đó, nước lên tới trên đó luôn. Là cái khu này các bạn tưởng tượng nó mênh mông cỡ nào à. Bữa thì nước cạn, cho đáy ra bữa nay thì nước mênh mông luôn. Ê, cái chỗ này không ăn thua rồi. Không ăn thua rồi các bạn ơi. Ồ, bên kia người ta dính cá kìa, quá chừng sao mình không dính ta. À, xung quanh đập này thì có rất nhiều bãi câu nha các bạn. Các bạn cứ đi xuống phía dưới đập á. Phía bên đây bên kia cũng có, hoặc là chạy vô rồi đúng không? Đi qua cầu luôn, chạy thẳng vô trong rồi quẹo qua phía bên phải á. Toàn bộ khu vực ở trên đều là hồ nước hay hồ chứa nước mà. Câu cá được. Ủa, thanh niên bên kia dính cá bị sảy kìa. Thôi đi lại chỗ ông bác nãy ngồi chơi đi. Câu
chắc lại thả gần gần câu giống ổng chứ câu ngoài thôi. À, đi 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 mà bạn. Rồi quăng câu chút xíu này. Đi về các bạn, chịu thua rồi. Thì hôm nay không có chuẩn bị tốt cho buổi đi câu đúng không? Chúng mình đi coi khảo sát tình hình thôi. Thì chia sẻ tới mọi người một cái điểm câu mới vậy đó. Ai có nhu cầu câu cá sông bé thì cứ vào đây câu, cũng khá lý tưởng. Rồi câu cá sông bé không khó mà cũng không dễ đó. Những người có nghiệm như là ông bác ở dưới đó, ông tám cái cần câu tay, ông ngồi cả ngày cũng được ký chạch đó, ít đâu. Thì bữa nay là thứ bảy, ngày mai chắc chủ nhật mình sẽ đăng video clip này. Chúc mọi người một cái ngày chủ nhật nghỉ vui vẻ nha. Rồi mình xin phép dừng video tại đây. Các bạn xem thì bấm lòng bấm like video và đăng ký kênh giúp mình với. Đó, nhìn lại cảnh toàn cảnh đập Phước Hòa một lần nữa nha. Xung quanh đây bãi câu rất nhiều nha các bạn.